Ê, thằng này đâu ra trời. Thì Grand Fantasy tấn công thẳng trực tiếp vào điểm gốc của người bằng cách tao hô tao một lá bài, như lá bài đó có trên tay người thì nó sẽ bị lói không chơi. Còn lá bài mà tao không là microphone. Thấy rồi chứ, không có microphone nào hết. Được của ta. Đứng lại. Tiếng là ông chủ mà làm một cực còn hơn nhân viên nữa. Hey. Đi chặt. Có người. Cậu bé, sao nằm ở đây vậy? Vô nè. Ngồi tạm ở đây nha. Trời nóng, chắc đắp cái này sẽ mát hơn. Bán đồ anh ơi. Ra liền. Chúc quý khách thượng lộ bình an. Ủa, vậy ra có bác được không em? Anh ơi, nó chạy mình quá.
đừng có lo, ráng làm việc chăm chỉ đi, cuối tuần anh cho tiền mua cái khác. Nhưng mà gần tới ngày thi đấu rồi anh ơi. Có đi. Tới đến đây bữa nay khách sộp, mỗi tháng cần một công như vậy là cũng sống rồi. Ủa anh, có tiền mua ghế mới liền hả? Ghế gì? Ê, khoan. Thằng nhỏ không phải người ở đây. Đúng rồi, chú bắt tin trộm. Nó từ đâu rớt ra? Hai anh, cho hỏi anh tí. Ở đây đâu vậy? Nếu cậu từ không gian đấu bài bước ra thì chắc là tại lỗ hổng không gian rồi. Lỗ hổng không gian? Ở chúng tôi thì khi hai đội đấu bài với nhau sẽ tạo ra một cái lỗ hổng không gian. Thì thông thường lỗ hổng nhỏ thôi, nhưng mà nếu lỗ hổng lớn thì có thể cho người đi qua nữa. Thường thì vật hay người khi bị hút vào lỗ không gian xuất hiện ở chỗ này. Vậy tôi có về được không? Được, cái cậu tạo ra một lỗ hổng tương tự. Vậy ta đấu một trận đi. Nhưng rất tiếc là không được. Ở thế chúng tôi thì thiết bị không thể tạo được lỗ hổng lớn như vậy, hoàn toàn bị cấm. À, nhưng mà cậu tên gì? Để các anh đã hành tâm cũng biết. Một trong những người thông minh nhất vũ trụ. Là một người đẹp trai, thanh lịch, khả ái và ngây ngất lòng người. Ta rất học, biết không điện. Người ta thường gọi là rất học ngu á, nhưng mà tôi không thích cái hên đó, tôi không thích giỏi gì thôi. Nếu thường tôi gọi tôi ta học đẹp trai hả? Còn hai anh tên gì? Tôi là Đức, chủ cửa hàng. Rất vui được làm quen. Còn đây là Hồng Ý. Rất vui được làm quen. Tạm thời thì cậu có lại đây, chúng tôi sẽ tìm cách đưa cậu về. Cảm ơn rất nhiều. Đường gì bụi dữ. Đường đi hàng ổn ha. Ngang. Bây giờ ở dưới chúng tôi là đóng vào bằng xe. Xe. Cái này cũng gọi là xe hả trời. Xe nát quá. Với chúng tôi, xe rất là mắc. Tôi nghe như vậy, chế một cái xe như vậy là hay lắm rồi. Để tôi thử cho cậu xem. Cái này bị sao thế? Mới hôm qua còn chạy bình thường mà. Để cô coi thử coi nó ra sao. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la. Chiu. Tiếng. Có một lá bài lại bị kẹo bên trong nên xe không thể hoạt động được. Thưa xem. Ta là vậy.